Ừ, bí mật. Người tàn phá bút mực giới truyền thông Việt Nam nhiều nhất. Chắc đúng rồi anh ạ. Scandal với nhà sư trước có cả một cái kế hoạch đánh Hưng. Vấn đề này là chưa ai biết nhiều nữa. Yes, không phải là Dũng Chính nói. Cái đó hoàn toàn là Hưng bị người ta trồng áo cho người mình. Về với anh rồi em sẽ tỏa sáng. Chỗ nào xấu thì đập chỗ đó. Đào Vĩnh Hưng này mà chết đi thì scandal còn gì đâu để mà vui. Showbiz này đừng bao giờ mơ cái chuyện bình yên. Khán giả lại thích xem những cái điều phô trương đó. Từ Hưng đó. Đây là lần đầu tiên Hưng tiết lộ cái sự thật. Về mặt giới tính là Hưng thích nam hay thích nữ hơn? Hưng sẽ lái dư luận đi theo cái hướng mình muốn. Hưng đã từng chơi ngải ai đó. Hưng lăn xả những cuộc đời này biết bao nhiêu nghề. Cái nào mà nó ra tiền là em làm à. Cái buổi talk show đó ấn tượng nhất. Hưng chờ đợi anh từ 4 năm. Anh sẽ nói rằng anh chờ đợi gấp 4 lần cái Hưng chờ đợi này. Quá tuyệt vời. Đón xem Lần Đầu Tôi Kể với sự tham gia của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Cuộc hội ngộ 4 giờ sau 4 năm lúc 19 giờ Chủ nhật ngày 18 tháng 5. Chỉ có trên HTV2.